Trần Thị Yến, top chuyên viên tư vấn bán thêm hiệu quả cho khách hàng hiện hữu. Tôi có 6 năm kinh nghiệm tại AIA, không chỉ tư vấn thêm hợp đồng mới cho khách hàng hiện hữu, tôi còn giúp cho chính khách hàng của mình có được cái cơ hội thay đổi cuộc đời khi trở thành chuyên viên tư vấn thành công tại AIA. Tôi luôn linh động, sáng tạo trong cách chăm sóc khách hàng, tư vấn đúng, đủ, trung thực và dựa trên cái sự hiểu biết của chính bản thân của mình về cái sản phẩm. Đến hiện tại, tôi hạnh phúc khi được khách hàng hiện hữu xem như là vị Bồ Tát bảo vệ sự an nguy cho gia đình họ, nên họ luôn lo lắng cho sức khỏe và sự an nguy của tôi. Chăm sóc khách hàng hơn cả người thân là cái kim chỉ nam để tôi trở thành chuyên viên tư vấn tận tâm, tận lực trong lòng khách hàng. Tôi cảm thấy rất là may mắn và khi được khách hàng yêu thích và quan tâm đến mình và AIA, tôi thường xuyên ghé thăm và gắn kết khách hàng. Hôm nay không được thì chắc chắn hôm sau tôi sẽ ghé thăm họ. Và vì vậy, tôi luôn xem tôi và khách hàng hơn cả người thân của mình. Sau khi ký kết xong cái hợp đồng, thì chính sự thân thiện cộng thêm cái cách chăm sóc phục vụ chu đáo với khách hàng lúc đau ốm hay là những cái dịp lễ Tết, thì họ đã cảm nhận được cái tình cảm của tôi. Sau đó họ bắt đầu chủ động giới thiệu cho tôi những cái người thân trong gia đình mà chưa tham gia bảo hiểm. Tôi ít khi khai thác những cái hợp đồng lớn với những gia đình nằm ở cái tầm mức trung bình á, thì tôi sẽ san sẻ ở cái tầm trung bình thôi. Và vì vậy tôi cố gắng làm sao cho tất cả các thành viên trong gia đình đều có hợp đồng bảo hiểm. Đó là cái điều quan trọng nhất và giúp tôi dễ dàng giải quyết được cái quyền lợi lúc khi mà khách hàng gặp sự cố. Tích cực quảng bá cái hình ảnh cá nhân công ty trên trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Hiện tại tôi đang có sử dụng thêm cái kênh TikTok với cái sự sáng tạo về cái nội dung và hình ảnh. Khách hàng sẽ tò mò tìm hiểu và dễ cảm nhận được cái điều mà tôi muốn chia sẻ đến với họ. Với tôi, làm những cái việc khác biệt như thế đó thì để làm cho thay đổi chính cái bản thân mình và làm mới cái bản thân mình đi để theo kịp thời đại. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi bản thân đã làm được rất là nhiều điều ý nghĩa đến cho khách hàng. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại muốn cống hiến nhiều hơn để mang đến rất là nhiều điều giá trị cho khách hàng của mình. Khi đã đưa ra mục tiêu, tôi sẽ chia đều và quyết tâm và cố gắng và thực hiện. Sau khi đạt những cái mục tiêu xong về doanh số, thì tôi chuyển sang tuyển dụng để nâng cao cái con đường hoạt động và hệ thống ngành của mình. Vì vậy, tôi luôn đạt những cái danh hiệu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của công ty. Tôi luôn luôn song song giữa thành công công việc và hình ảnh cá nhân. Đó là cái điểm mấu chốt để thành công trong ngành bảo hiểm. Tôi luôn nâng cao cái giá trị và nâng cấp cái hình ảnh cá nhân để thu hút tất cả các bạn trẻ về với đội nhóm của mình. Và bên cạnh đó, tôi thường nhìn vào những cái tấm gương thành công để tôi học hỏi. Và đồng thời tôi áp dụng cái công nghệ vào cái công việc và cập nhật bản thân để đón đầu xu hướng.